các mẫu quay video chụp hình cưới. Quay pre-wedding. Quay phim pre-wedding là một thể loại phim cưới mới nhất hiện nay. Để giải thích theo nghĩa tiếng Việt thì có nghĩa là video cưới được quay trước ngày cưới. Đây là sự đột phá hoàn toàn mới mẻ so với việc quay phim chụp ảnh cưới hỏi truyền thống. Việc kết hợp chụp ảnh cưới dã ngoại với quay video getting là sự sáng tạo vô giá. Bên cạnh những bức hình cưới đẹp thì khách tham dự tiệc cưới sẽ thưởng thức cả một tình yêu. Một clip ngắn cùng câu chuyện đặc sắc và những bản nhạc lãng mạn là tất cả những gì tuyệt vời nhất. Đây được coi như những lời tỏ tình cầu hôn mà đôi lứa muốn dành cho nhau quay MV cưới, những bài hát ngọt ngào, những cảnh quay lãng mạn, những câu chuyện tình yêu cảm động. Bạn đã bao giờ nghĩ còn gì đáng giá hơn một MV cưới khi chính cô dâu chú rể là ngôi sao tỏa sáng? Có thể bạn chưa bao giờ ra đứng hát trước đám đông, nhưng chúng ta không thể ngừng lời ca tiếng hát trước người bạn đời của mình. Hãy làm điều đó bằng tất cả trái tim tặng cho một nửa của mình. Hà Nội Studio sẽ giúp bạn có một dịch vụ quay phim, chụp ảnh cưới đẹp nhất. Dịch vụ quay clip MV cưới của Hà Nội Studio sẽ giúp bạn vững tin hơn hãy thổ lộ lời yêu thương với người bạn đời bằng một ca khúc của chính mình. Để rồi 50 hay 60 năm sau chúng ta cùng ngồi xem lại và dịp kỷ niệm ngày cưới. Những nụ cười, những giây phút hạnh phúc bên nhau sẽ luôn theo bạn bởi MV cưới lãng mạn này. Quay phim đám cưới. Quay phim đám cưới hay còn gọi là quay phim cưới truyền thống. Quay phim hay chụp ảnh cưới là một khâu quan trọng trong các bước chuẩn bị cưới từ bao thập kỷ này. Việc giữ lại những hình ảnh đầy đủ của ngày cưới giống như một khâu chuẩn bị không thể thiếu. Đây lý do chúng ta chọn thuê quay phim cưới truyền thống như một phong tục truyền thống. Tất cả khâu chuẩn bị, những lời chúc mừng của hai bên sẽ được thợ quay phim ghi lại đầy đủ. Quay phim đám cưới Hà Nội thường dễ đạt đầy đủ các nghi thức, phong tục, đặc biệt là các khâu chuẩn bị, đón tiếp đến lúc tiễn khách ra về. Có lẽ sau ngày cưới chẳng cô dâu chú rể nào còn nhớ hết ngày hạnh phúc của mình như thế nào. Giờ thì bạn có thể yên tâm khi dịch vụ quay video chụp hình cưới của chúng tôi giúp bạn làm điều đó. Quay phim phóng sự cưới, quay phim cưới phóng sự là thể loại clip cưới ngắn có quất chuyện đầy đủ, khác với sự rườm rà trong video cưới truyền thống. Video phóng sự cưới đẹp và xúc tích hơn quay phim phóng sự cưới có thể lồng ghép thêm lời chúc mừng của gia đình bạn bè đôi khi có thể phỏng vấn lồng ghép những trạng thái cảm xúc thực của cô dâu chú rể quay phim phóng sự cưới ở hà nội hay thành phố hồ chí minh để có nét đặc điểm chung về khâu chuẩn bị việc quay cảnh chuẩn bị trang phục trang điểm thể hiện rõ nét sự hồi hộp hạnh phúc của cặp đôi cảnh quay ngắn xúc tích cô động để lại ấn tượng đẹp là những gì có trong clip phóng sự cưới thời gian clip cưới từ 5 đến 7 phút là độ chín mùi đủ nồng men say trong cảm nhận tình yêu